Dinh Vang Dinh Quyển 1 Chiến tranh giữa bốn bức tường Chương 1 Nước xoáy ở Ô Sen và đá ngầm ở Ô Temper Hai chiến lũy đáng ghi nhớ nhất mà nhà quan sát các bệnh trạng xã hội có thể nêu ra không thuộc về thời kỳ câu chuyện kể trong sách này xảy ra. Cả hai chiến lũy ấy đều tượng trưng cho một tình hình ghê gớm ở hai phương diện khác nhau, cả hai đều từ dưới đất mọc lên trong cuộc khởi nghĩa tất yếu tháng 6 năm 1848, cuộc chiến tranh đường phố lớn nhất mà lịch sử đã chứng kiến. Một đôi khi bất chấp những nguyên lý, bất chấp tự do, bình đẳng và bác ái, bất chấp phổ thông đầu phiếu, bất chấp quyền chấp chính của toàn thể đối với toàn thể, từ những khắc khoải, những nản lòng, những sơ sát, những bức xúc, những hải hùng, những bất khí, những dốt nát, những tâm tối của mình, đám ngu dân tuyệt vọng nổi lên phản kháng và đánh lại nhân dân. Cùng dân tấn công pháp luật phổ thông, cùng dân tự tạo cho mình cái quyền đứng lên chống lại dân quyền những ngày đó là những ngày ảm đạm bởi vì bao giờ cũng có một lượng chính nghĩa nhất định trong sự cùng loạn đó và cuộc chiến đấu đó bao hàm cái tính chất tự sát những tiếng cùng dân ngu dân loạn dân dân ô hợp được coi như là tiếng để mặc sát tiếc thay lại nói lên cái lỗi của người cầm quyền người hưởng đặc quyền hơn là cái lỗi của kẻ bị trị kẻ bất hạnh riêng chúng tôi không bao giờ chúng tôi nói những tiếng ấy mà không cảm thấy xót xa và kính cẩn, bởi vì khi triết lý đi sâu vào những sự kiện mà những từ ấy diễn đạt, thì triết lý tìm thấy trong đó rất nhiều cái lớn lao bên cạnh điều tồi tệ. Thành quốc ác kinh là kết quả của chính quyền quần chúng, cùng dân đã làm nên nước Hà Lan, dân ô hợp đã mấy lần cứu thoát La Mã, và ngu dân đã đi theo chúa Jesus Christ. Không có nhà tư tưởng nào mà không có lần chiêm ngưỡng những huy hoàng của tầng lớp đấy khi thánh giới rôn nói cái lời bí ẩn, phép u bíp, lét o bíp, chắc ngài đã nghĩ tới đám ngu dân, đến tất cả những người nghèo khổ, những kẻ lang thang, những kẻ cùng khốn từ đó mà xuất hiện thánh tông đồ và các bậc tử vì đạo. Những phẫn nộ của đám đông đau khổ và rõ máu, những bạo hành chống các lẽ sống của chính họ, những hành hung chống công lý, là những cuộc đảo chính của quần chúng và phải được trấn áp. Người trung thực tận tâm làm việc trấn áp ấy và chống đánh đám đông chính vì yêu thương đám đông tuy nhiên đương đầu với nó mà thấy nó đáng tha thứ bao nhiêu mà tôn kính nó bao nhiêu trong những giờ phút hiếm có ấy họ vừa làm cái việc phải làm vừa cảm thấy có một cái gì khiến họ cục hứng và hầu như ngăn họ đi xa hơn họ vẫn tiếp tục vì cần phải vậy nhưng lương tâm thỏa mãn lại rầu rĩ và làm xong bổn phận họ lại thấy xót xa Cần phải nói ngay rằng cuộc khởi nghĩa tháng 6 năm 1848 là một sự kiện riêng biệt và hầu như không thể xếp loại trong khoa học lịch sử. Những tiếng chúng tôi vừa nói không nên đem dùng để nói về cuộc bạo khởi kỳ lạ, qua đó chúng ta cảm thấy nhân dân lo ngại đứng lên đòi quyền lao động thiên liêng của mình. Phải chống đánh nó, và đó là bổn phận, bởi vì nó tấn công nền Cộng Hòa. Nhưng suy cho cùng, nó là gì? Là một cuộc khởi nghĩa của nhân dân tự đánh vào mình chúng tôi không nói phím xa đề vì chúng tôi không quên đề tài bởi vậy chúng tôi xin phép lưu ý bạn đọc về hai cái chiến lũy duy nhất mà chúng tôi vừa nói đến hai chiến lũy tiêu biểu cho cuộc khởi nghĩa này một cái ngán lối vào ô sen antoine một cái bảo vệ cửa ô temper những ai đã thấy dựng lên sừng sững trước mặt mình dưới trời tháng 6 rực rỡ màu xanh hai kiệt tác ghê gớm của cuộc nội chiến đó đều không quên nó chiến lũy sen antoine là một công trình khổng lồ Ba tầng cao, hai trăm ba mươi thước rộng. Từ góc này qua góc nọ, nó chặn hẳn cái cửa ô rộng lớn bao gồm ba đường phố, được xẻ rảnh cắt miếng, cắt hình răng cưa, băm thành một khe hở lớn, được chống đổ bằng những mô, tự chúng là những pháo đài, có những mũi nhô đây đó, tựa lưng vững chắc vào hai mỏm dãy nhà ngoại ô, cái chiến lũy lù lù như một thành trì của thiên tướng ở cuối cái quảng trường ghê gớm đã chứng kiến vụ 14 tháng 7. Dọc theo chiều sâu các đường phố ở đằng sau cái chiến lũy mẹ ấy, có 19 chiến lũy khác cách quản nhau. Chỉ nhìn thấy cái chiến lũy lớn không thôi cũng đủ thấy ở khu ngoại ô này, nỗi đau khổ mênh mông đã đến giờ hấp hối, đã đến phút chót, phút mà một sự khủng hoảng muốn trở thành một tai ương. Chiến lũy ấy làm bằng gì? Bằng ba tòa nhà sáu tầng xô đổ, có người bảo là do người ta cố ý. Có những kẻ khác bảo là sự công phẫn công cộng đã có phép màu phá những ngôi nhà ấy. Chiến lũy mang hình dáng thảm hại của những công trình xây dựng bằng thù hằn, sự đổ nát. Có thể nói, ai đã dựng cái đó? Cũng có thể hỏi, ai đã làm đổ nát cái đó? Đó là sáng tạo đột khởi của sôi sụp. Ái chà! Cái cửa này! Cái cánh cổng song sắt này! Cái mái con này! Cái viền cửa này! Cái bếp vỡ này! Cái nồi rạng này! Cho tuốt! Ném tuốt vào! đẩy đi, lăn đi, cuốn đi, dở đi, lật đảo đi. Xô đổ tất đi. Đó là sự hợp tác của đá, của gạch, của xà ngang, của dầm sắt, của dẻ rách, của gạch hoa cậy lấy, của ghế thủng, của lõi bắp cải, của tả lót, của áo rách, của nguyền rủa. Vừa lớn lao, vừa ti tiện. Cảnh hỗn mang cố bắt trước đáy vực. Đại khối bên cạnh phân tử, mảng tường xô ngã cùng với cái đĩa vỡ một cảnh đoàn kết đầy đe dọa của những mảnh vỡ. Si sai đã ném quả núi của mình vào đó cũng như dốc vứt mảnh sành vào. Tóm lại, một cái gì ghê gớm. Cao đài của kẻ khố rách. Nhiều xe ba gác lật ngược làm cho bờ lũy gồ ghề, một xe bò lớn lật ngang, trục ngửa lên trời, trông như một vết sẹo lớn trên cái mặt xù xì. Người ta vui vẻ hò reo đẩy một xe chở khách lên đỉnh lũy, Tùng như những nhà kiến trúc của cái công trình mang rợ đó muốn chen cái vui nhộn trẻ ranh vào sự hải hùng, chiếc xe chổng gọng lên trời, như chờ thắng những con ngựa của không trung. Cái đống phù sa khổng lồ của bạo khởi đó khiến người ta hình dung cảnh núi Osa chồng lên núi liền của tất cả những cuộc cách mạng, năm 93 trên năm 89, ngày 9 tháng nắng trên ngày 10 tháng 8, ngày 18 tháng sa mù trên ngày 21 tháng giêng, tháng hái nho trên tháng tưới cỏ năm 1848 trên năm 1830. Địa điểm xứng đáng với công sức người ta và cái chiến lũy này xuất hiện không hổ thẹn ở chính cái nơi mà nhà ngục Bắc xin bị hủy phá. Nếu đại dương đắp đê thì nó đắp như thế đấy. Cùng lực của Thủy Triều đã in dấu trên đống ngổn ngang vô hình đó. Thủy Triều nào vậy? Thưa, quần chúng. Người ta tưởng thấy náo động đã hóa đá. Người ta tưởng nghe vù vù trên chiến lũy đó những con ong đen tối của tiến hóa cùng bạo như trên tổ của mình. Đây là một bụi gai gốc chăng? Hay là một đám cuồng cũ? Hoặc một pháo đài? Hình như quay cuồng long ốc đã quạt cách xây dựng nên chiến lũy đó. Có uế khí ao tù trong công sự ấy, lại có thiền lương trong cảnh lộn xộn kia. Trong cái bề bộn của tuyệt vọng, ta thấy có rui mái nhà, mảnh ván buồn còn phất giấy màu, khung cửa sổ y nguyên với kính vứt vào đây để đợi đạn đại bác, những ống khói bị gỡ ra, những tủ, bàn, ghế, cả một cảnh hỗn độn ầm ỉ và muôn nghìn những vật tồi tàn mà kẻ ăn mày cũng chê, những vật vừa chứa đựng hư không vừa chứa đựng cuồng nhiệt. Người ta có thể nói đây là mớ tả nát của dân chúng, gỗ nát, sắt nát, đá nát mà Osen antoine đã quét ra cửa bằng một cái chổi khổng lồ, đem cái nghèo khổ của mình dựng thành một chiến lũy. Những khối giống như đòn kê của đao phủ, những dây xiền đứt, những đòn chống chữ đinh hình giá treo cổ, những bánh xe nằm ngang nhô ra giữa các thứ đổ nát, đã thêm vào cảnh hỗn loạn ấy cái vẻ thảm đạm của các cực hình mà dân chúng ngày xưa phải chịu. Cái gì chiến lũy sen Antoin cũng đem làm vũ khí được, cái gì mà nội chiến có thể vứt lên đầu xã hội đều từ đó mà ra. Không phải là chiến đấu nữa mà là cuồng chiến. Nhưng súng bảo vệ chiến lũy đó, trong số có mấy khẩu nòng loe, đã bắn đi những mảnh sứ, mảnh xương, hạt cúc, đến cả những bánh xe bàn đêm, một loạt đạn nguy hiểm vì là bằng đồng. Cái chiến lũy ấy đánh một cách say máu, nó thét lên những tiếng dữ dội khó nói, đôi lúc, thách đố quân đội, nó ùng ùng những bóng người và bảo táp, nó đội một vành đầu người bốc lửa, nó chứa chật một đám đông lúc nhúc, đỉnh nó lẫn chởm những súng, những gương, những gậy, những búa, những lê, những giáo, một lá cờ đỏ to rộng phần phật trước gió. Người ta nghe thấy lẫn lộn những mệnh lệnh chỉ huy, những bài ca sung kích những hồi trống trận những tiếng khóc của phụ nữ và những tiếng cười vang thảm hại của những kẻ đói cơm cái chiến lũy ấy bao la và đầy sức sống tiếng khổ của sấm sét từ đó tung ra như từ lưng của một con thú điên tư tưởng cách mạng bao phủ cái đỉnh đó cái đỉnh ầm ầm tiếng thép của nhân dân nghe như tiếng của chúa cái thùng khổng lồ những đồ vụn bỏ đi ấy lại mang một khoai phong kỳ lạ đó là một đống rác rưởi nhưng lại là quả núi tiếp nhận ý trời chúng tôi đã nói nó nhân danh cách mạng mà tấn công. Tấn công gì? Cách mạng. Nó, cái chiến lũy ấy, cái ngẫu nhiên, cái hỗn độn, cái hoảng loạn, cái hiểu lầm, cái vô tri ấy, đối diện với viện lập hiến, với chủ quyền của nhân dân, với phổ thông đầu phiếu, với dân tộc, với nền Cộng Hòa, đó là khúc Camagon thách thức khúc Marcel. Một cuộc thách thức điên rồ nhưng anh dũng, vì chung khu ngoại ô đó là một anh hùng khu ngoại ô và cái chiến lũy của mình giúp đỡ nhau. Ngoại ô tì vai vào chiến lũy, chiến lũy tựa lưng vào ngoại ô, chiến lũy rộng lớn dàn trải ra như một gền đá làm vỡ tan các chiến lược của những tướng lĩnh từng chiến thắng ở châu Phi. Những hang hốc, những u bú, những mụn cốc của nó tuồn như nhăn nhở và cười cợt với khói lửa. Đạn ghém vào đó thì tiêu tan trong vô hình, đạn phá thuộc trong đó, chìm trong đó, rơi sâu trong đó, đạn tròn chỉ chọc thủng những lỗ sẵn có. Bắn phá hỗn độn thì được gì chứ? Và các trung đoàn quen nhìn những cảnh chiến đấu dữ dội nhất phải lo ngại khi trông thấy các pháo đài ác thú này, cái pháo đài lởm chẩn như gáy lợn rừng và đồ sộ như quả núi. Ở cách một phần tư dặm, chỗ phố Temple đổ ra đại lộ, gần lầu nước, nếu ai mạnh dạn thò đầu ra ngoài tiền diện cửa hàng của Dalemen thì sẽ thấy ở đằng xa, cạnh con sông đào, một bức thành lạ lùng. Bức thành ấy nằm trên đường phố đi lên theo các bậc của khu Bellevin vào chỗ cao nhất của cái dốc. Bức thành cao ngang tầng 2 của các tòa nhà, làm thành một thứ vạch nối các nhà bên phải với các nhà bên trái, như thể là đường phố đã quay bức tường cao nhất của mình ra để tự đóng lối lại. Bức thành ấy xây bằng đá. Nó thẳng thớm, đúng cách, lạnh lùng, dựng đứng, sang bằng theo thước thợ, nhắm thẳng bằng dây mực, cân đứng bằng dây chì. Có thiếu xi măng đấy, nhưng cũng như ở một số tường thành La Mã, cái đó không làm lệch nét kiến trúc mẫu mực của nó. Trong chiều cao có thể đoán được chiều dày. Đường đỉnh song song với đường móng. Từng chặn trên mặt xám của nó có những lỗ châu mai rất khó nhận thấy, giống như những đoạn chỉ đen. Khoảng cách giữa các lỗ châu mai ấy không đồng đều. Đường phố xa tâm tắc vắng lặng. Tất cả cửa sổ, cửa ra vào đều đóng kín. Ở cuối phố có cái đập trắng làm cho đường phố biến thành một ngõ cục. Một bức thành im liền và yên tĩnh, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì ở đó, không một tiếng kêu, không một tiếng động, không một hơi thở. Một nhà mồ. Mặt trời tháng 6 chó trang dội ánh sáng lên cái vật khủng khiếp đó. Đó là chiến lũy của ngoại ô Đặt chân đến khu vực đó, hoặc nhìn thấy nó thì kẻ bạo gan nhất cũng không khỏi tư lự trước hiện cảnh bí ẩn này. Một cái gì thật thẳng, thật đúng, thật khớp nhau, lồng nhau cân đối nhau và thật ảm đạm. Ở đấy, vừa có khoa học vừa có hắc khí. Người ta cảm thấy người chỉ huy chiến lũy vừa là một nhà hình học vừa là một ma quái. Người ta nhìn vào đó và hạ thấp giọng. Thỉnh thoảng nếu có một người, lính, sĩ quan, hoặc dân biểu, mạo hiểm, vượt qua nền đường vắng vẻ, thì người ta nghe một tiếng rít khẽ và kẻ qua đường ngã xuống bị thương hay chết, và nếu hắn không việc gì thì người ta thấy găm vào một cánh cửa đóng, một kẻ đá hay một bức tường nào đó một viên đạn đôi khi một mảnh đạn ghém những người giữ chiến lũy đã lấy hai ống gan dẫn khí đốt nhét kín một đầu bằng sợi gai nhồi với đất sét làm thành hai khẩu đại bác nhỏ thuốc súng không hề tiêu phí hoài hầu như phát nào cũng trúng đích đây đó có mấy cái xác chết và những vũng máu trên nền đá tôi còn nhớ có con bướm trắng bay đi bay lại trong đường phố mùa hè đâu chịu lép vế ở quanh đó dưới các cổng lớn cho xe cộ ra vào, thương binh dồn đóng. Ở đấy, người ta cảm thấy mình bị một kẻ vô hình ngắm bắn và người ta hiểu rằng suốt chiều dài đường phố đang bị những mũi súng chĩa vào. Cái cầu cuốn bắt ngang qua sông Đào làm thành một thứ lưng lừa ở cửa ô temper, binh lính tấn công tập họp ở đầu cầu ấy. Nghiêm trang, kính cẩn, họ quan sát cái pháo đài đầy sát khí đó, cái vật im liền không lay chuyển đó, cái vật gieo rắc chết chóc đó một đôi tên bò sát lên đến khoảng cao nhất của chiếc cầu, cẩn thận cố giữ cho mũ không nhô lên. Đại tá Montinac gan dạ đứng nhìn thâm phục cái chiến lũy đó và rùng mình. Ông nói với một dân biểu, họ xây dựng giỏi thật. Không có một viên đá nào thòi ra. Như là bằng sành vậy. Lúc đó, một viên đạn bay tới làm vỡ tấm huân chương trên ngực và ông ngã xuống. Lũ hèn nhát. Họ nói. Chúng cứ thò mặt ra thử xem. Cứ ra đây. Chúng không dám. Chúng trốn biệt. Chiến lũy tember do 80 người bảo vệ, bị 10.000 người tấn công, đã đứng vững 3 ngày đêm. Ngày thứ tư, bọn tấn công làm như ở Gia-Acha và Constantin, họ đục tường nhà, họ leo lên mái ngói đánh xuống và hạ được chiến lũy. Trong 80 kẻ hèn nhát đó, không một ai nghĩ đến việc chạy trốn. Tất cả đều bị giết, trừ người chỉ huy, ba Thê -lê -mi mà lát nữa chúng tôi sẽ nói đến. Chiến lũy Sen Antoine là sấm sét, náo động, chiến lũy Temple là im lặng. Giữa hai pháo đài đó có cái khác nhau giữa dữ dội và nham hiểm. Cái này là một miệng hùng, cái kia là một mặt nạ. Nếu công nhận cuộc khởi nghĩa tháng 6 khổng lồ và tâm tối gồm có một nỗi giận dữ và một câu đố, thì người ta thấy trong chiến lũy thứ nhất có một con rồng và sau chiến lũy thứ hai có một con nhân sư. Hai pháo đài ấy do hai người xây dựng, là Quang Nét và Ba Thê Lê Quang Nét dựng chiến lũy Sen Antoin, Ba dựng chiến lũy Temper. Mỗi chiến lũy là hình ảnh con người xây dựng nó. Quang Nét là một người cao lớn, vai rộng, mặt hồng hào, quả đấm to nặng, gan dạ, trung trực, mắt nhìn thật thà và dữ dội. Quả cảm, cương nghị, dễ giận, mau tự ái, một con người dễ gần gũi nhất, một chiến sĩ đáng gờm nhất. Chiến tranh, xung sát làm cho ông dễ thở và vui tính. Ông từng là sĩ quan hải quân và nghe ông nói, thấy ông cử động, người ta đoán được ông ở đại dương mà ra và từ bảo tác mà đến, ông tiếp tục làm bảo tố trong chiến đấu. Trừ cái thiên tài thì trong quan nét có cái gì của Đan Tân cũng như ở Đan Tân có cái gì của Hercules trừ tính cách thần kinh. Ba Thê -lê gầy còm, xanh xao, trầm mặt, vốn là loại bé con xấu số, lúc 17 tuổi bị một viên cảnh binh tác tai, đã trình mò hắn, chờ hắn và giết hắn và bị kết án khổ sai. Ra tù, anh ta dựng nên cái chiến lũy ấy. Về sau, thật là bất hạnh, ở Luân Đôn hai con người lưu vong ấy gặp nhau trong một cuộc đấu tay đôi thảm hại và Ba Thê -lê -mi đã giết quan nét. Ít lâu sau, bị cuốn vào một thảm kịch yêu đương bí ẩn, một tai họa trong đó luật pháp ở Pháp nhìn thấy những trường hợp giảm khinh còn luật pháp ở Anh thì chỉ thấy tử tội, Ba Thê -lê -mi bị treo cổ cơ cấu xã hội u ám như thế đấy, nó làm cho cái con người có trí thông minh rõ ràng là vững chãi, có thể là lớn lao nữa vì thiếu thốn về vật chất, tối tâm về đạo lý đã bắt đầu cuộc đời trong lao tù ở Pháp và kết liễu trên giá treo cổ Anh. Trong những dịp ra mặt, Barthélemy chỉ mang một lá cờ, lá cờ đen.